Hở van tim là một bệnh lý suy van tim thường không có dấu hiệu nhận biết rõ ràng. Bệnh chỉ thể hiện các triệu chứng khi đã trở nặng, gây ảnh hưởng tới hệ tim mạch, sức khỏe và đời sống của người bệnh. Chính vì vậy, việc tìm hiểu về căn bệnh này để phòng ngừa cũng như điều trị sớm nhất là điều vô cùng cần thiết. Như thế nào là bị hở van tim nhẹ? Ở trạng thái bình thường, van hai lá mở ra khi máu được bơm từ hai buồng tim phía trên, tâm nhĩ, xuống hai buồng tim phía dưới, tâm thất. Van hai lá đóng lại, khi tâm thất bơm máu ra phổi, hệ tuần hoàn để máu không trào ngược lại vào tim. Bị hở van tim nhẹ là tình trạng van tim hai không đóng lại hoàn toàn, mà mở 1/4 khi tâm thất bơm máu ra phổi và hệ tuần hoàn. Hở van tim ở mức độ nhẹ khiến máu bị trào ngược trở lại vào tim trong thời kỳ đóng van tim. Điều này dẫn tới việc tim phải làm việc nhiều hơn để bù đắp lại lượng máu cần thiết cho phổi. Hệ tuần hoàn đã bị trào ngược trở lại vào tim. Vậy, hở van tim nhẹ có sao không? Câu trả lời từ các chuyên gia tim mạch là hở van tim nhẹ ở mức độ chưa nghiêm trọng, không nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng. Theo thống kê, có tới 79% người trưởng thành bị hở van tim hai lá 1/4 mà không có triệu chứng, vẫn sống khỏe mạnh bình thường. Bệnh hở van tim hai lá 1/4 không nguy hiểm, tuy nhiên để phòng ngừa bệnh có thể trở nặng và gây biến chứng, bác sĩ tim mạch khuyến cáo mọi người nên thực hiện tốt những lưu ý sau đây. Điều trị huyết áp cao. Nguyên nhân hàng đầu khiến bệnh hở van tim trở nặng nhanh hơn, ngoài việc dùng thuốc thì lối sống tích cực cũng là phương pháp tốt nhất để kiểm soát huyết áp về mức bình thường. Ăn nhạt dưới 2g muối mỗi ngày, không ăn đồ chế biến sẵn, đồ hộp, ăn nhiều hoa quả, rau xanh, ngũ cốc, hạn chế tiêu thụ các loại thịt có màu đỏ, mỡ, nội tạng động vật, lòng đỏ trứng. Người bị bệnh tim nên ăn nhiều cá, 2 bữa một ngày, không để bản thân quá căng thẳng, duy trì tâm lý vui vẻ. Rèn luyện thể dục thể thao 30 phút tối thiểu, mỗi tuần tập 5 buổi, đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bóng bàn hay bóng rổ đều rất tốt cho hệ tim mạch. Khám sức khỏe tim mạch 6 tháng hoặc 1 năm một lần để phát hiện bệnh nếu có. Bệnh hở van tim nhẹ khó chữa khỏi dứt điểm nhưng người bệnh có thể giảm các biến chứng nguy hiểm nếu xây dựng lối sống tích cực, như tuân thủ chế độ dinh dưỡng hợp lý, khám sức khỏe định kỳ, tập thể dục thể thao đều đặn. Nếu không có nhiều thời gian và không gian để tập luyện bên ngoài, đừng lo lắng, máy chạy bộ, xe đạp tập trong nhà là giải pháp hoàn hảo dành cho bạn và gia đình. Tập đoàn thể thao Elite Sport hân hạnh là đơn vị đồng hành cùng bạn trên chặng đường bảo vệ sức khỏe.